Vâng, và xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Cái dòng xe đua Gian OCR thì trên kênh của em đã được đánh giá chi tiết rất là nhiều chiếc xe rồi. Và hôm nay em có về thêm chiếc xe đạp OCR 3300 và màu rất là mới lạ. Màu này thì chưa từng có ở trên kênh của em và em mới nhập được về. Và xe hình thức còn rất là mới. Và chỉ còn khoảng hơn 2 tuần nữa là đến Tết thì bác nào muốn sở hữu thì hãy liên hệ với em. Và bây giờ em sẽ đánh giá chi tiết ngay chiếc xe này để cho các bác tham quan. Vâng, tổng thể đây các bác đang nhìn thấy chiếc xe đạp đua Giant OCR 3300. Và cái chiếc này là màu rất là mới. Và từ trước giờ thì em chưa mua được cái màu nào như thế này. OCR 3300, các bác có thể tra thêm Google về chi tiết dòng xe này ở trên Google. Và bây giờ em cũng đánh giá chi tiết luôn. Bây giờ đầu tiên chúng ta nhìn thấy yên này, yên còn rất là mới, chưa có vết xanh rách nào cả. Cọc yên cũng của hãng luôn. Với cái dòng xe đua này thì thường sẽ trang bị một cái khóa yên kiểu vặn ốc như này. Thì khi mà em bán xe thì em sẽ tặng kèm cho các bác những cái lục lăng để các bác vặn những cái chi tiết ốc như này. Chứ nó không có cái kiểu yên gạt gạt như cái dòng touring hay là địa hình với cái dòng xe đua này. Thì nó sẽ tối giản cái phần khóa ở trên cọc yên đi. Về cơ bản thì nước sơn của chiếc này thì còn khoảng 80-90%. Xuất hiện một vài vết xước nhỏ nhỏ thôi. Nước sơn khá là đẹp đấy. Size của chiếc xe này là size S. Size S thì phù hợp với các bác cao khoảng 1m62 đến 1m75, 1m72. Chiếc xe có rất cẩn thận, những cái này nó cũng có cao su để mà chống sức khung này. Nước sơn rất là đẹp. Công nghệ alu XX cho cái khung, các cái khung của hãng Giant công nghệ nhẹ và rất là bền. Cho nên là xe của Giant bao giờ cũng nhỉnh hơn các cái xe khác về giá bán, bởi vì chất lượng nó tốt hơn. Tốt hơn ở cái khung thôi, còn đâu bộ chuyển động bây giờ thì hầu như là của Shimano hết. Nhưng mà nó cũng như Shimano, nó cũng có nhiều cấp, cho nên là cái giá tiền các hãng nó cũng khác nhau. Các cùng một hãng thì nó cũng khác nhau, bởi vì là nó trang bị các cái bộ chuyển động Shimano khác nhau. Thì như các bác thấy thì như chiếc này là được trang bộ chuyển bộ chuyển động Shimano Clarit, một group cho xe đua quá là phổ thông và rất là tốt. Nó cao cấp hơn Tourlay, cao cấp hơn Shimano 2300 và được trang bị cho chiếc OCR 3300 này. Chiếc xe đua này được trang bị một cái bộ đùi đĩa 2 tầng hiệu Pro Wheel, cũng rất là thông dụng rồi. Bộ đè đây là bộ đè Shimano Clarit cùng com lê luôn. Và líp thả là líp thả 8 tầng, vành Giant nguyên cặp. Mayer cũng Giant luôn. Lốp của chiếc xe này thì em thấy chủ xe trước là đã trang bị hai lốp rất là tốt. Đó là lốp 1, lốp là lốp Maxxis cho đằng sau và lốp Victoria cho đằng trước, cũng khá là tốt đấy. Càng của chiếc xe là càng nhôm. Mayer đằng trước cũng là Mayer Giant. Xe đang trong tình trạng hoạt động rất tốt. Về chúng ta cùng lên chỗ ghi Ford thì cũng là Ford Tăng, cũng là của Giant này, chính hãng hết. Chúng ta được trang bị một cái tay lắc cũng của Clarit, full com lê từ trước, từ dưới cho lên trên, đè Clarit, gạt Clarit, tay lắc Clarit. Và chúng ta đã quen, các bác đã cũng đã quen với cái dạng này rồi. Đó là đẩy cái cần to này vào thì là lên níp, còn ấn cái cần nhỏ này thì là xuống níp. Còn bóp thẳng vào là phanh. Bên tay trái thì là hai tầng để chuyển đĩa. Thì cố cái cách hoạt động này cũng như vậy. Trên đây thì các bác có thể thấy là cái này là chúng ta cho phép là chỉnh căng dây, căng trùng dây cáp, để nếu mà chúng ta lên số nó chưa lên được hết, bởi vì dây cáp trùng thì chúng ta có thể vặn cái này ra một tí để chúng ta chỉnh ngay trên này, chúng ta không cần xuống xe.
Về phần sơn của bên này thì em thấy đánh giá cũng khoảng 80-90%. Sơn rất là mới đẹp, ít vết xước thôi, có một vài vết xước nhỏ nhỏ thôi. Và riêng xe này là được chủ xe đã nâng cấp thêm một cái bộ đôi bê đan hiệu Wellgo và là bê đan bi vòng. Đôi bê đan này có giá bán mới khoảng 500.000 ấy. Thì cũng chủ xe đã nâng cấp vào đây cho thêm rồi, nên là em cứ để nguyên em bán thôi. Chủ xe này cũng là rất là chăm chút về xe đấy. Đi thì cũng ít thôi, không đi nhiều. Đây là tổng thể ở chiếc xe. Chiếc xe size S phù hợp với các bác cao khoảng 1m62 cho 1m72. 1m72, 1m75 là đi hợp lý con này. 1m62 cho 1m75. Và màu là màu xanh đen. Chính hãng Giant OCR 3300. Vâng, và em đã đánh giá xong các chi tiết xe đạp này. Và giá bán là em đã công khai để ở dưới cái phần mô tả cái phần tiêu đề của video này. Và các bác có thể quan tâm đến chiếc xe đạp. Và nếu muốn sở hữu chiếc xe thì hãy nhắn Zalo cho em qua số điện thoại 0975 709 943. Em là Kiên. Các bác có thể nhắn Zalo chứ cũng không cần gọi điện, bởi vì gọi điện thì vẫn phải xác nhận nói chuyện hay là hình ảnh hay là video qua Zalo. Thì bây giờ Zalo là một cái phương tiện liên hệ rất là hữu hiệu để mà tư vấn cho các bác một cách cụ thể nhất. Chứ các bác có thể nhắn Zalo luôn, và đôi lúc em đi đường thì em không thể nghe máy được thì các bác cứ nhắn Zalo rồi em sẽ về em trả lời sau. Zalo của em là 0975 709 943. Và em là Kiên. Ngoài ra em còn rất là nhiều các cái xe đạp khác. Thì nếu mà các bác quan tâm đến các cái xe đạp khác thì các bác hãy lên Facebook và YouTube tìm Kiên Xe Đạp. Ở trên Facebook thì các bác ấn kết bạn với em, tìm Kiên Xe Đạp và ấn kết bạn với em. Còn ở trên YouTube thì các bác tìm Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh, cái nút đăng ký màu đỏ và cộng với ấn chiếc chuông, để các bác là những người đầu tiên được xem clip khi mà em có xe mới em post lên trên đó. Ngoài ra em còn bán một số các cái mặt hàng đồng hồ cũ đeo tay, thì các bác có thể quan tâm đến đồng hồ cũ đeo tay hay là tranh thư pháp cổ, giả cổ, thì các bác có thể lên YouTube và Facebook tìm Kiên Đồ Cũ. Và những cái xe này ấy, thì trong cái giá bán ở trên tiêu đề ấy, thì em đã qua gồm là bao ship toàn quốc và tặng kèm bảo hành 1 năm về phần phụ tùng và tặng kèm các cái đồ đạc như sau. Và khi các bác ở tỉnh xa thì em sẽ tiến hành đóng gói xe vào trong hộp cắt tông và chuyển theo đường bưu điện để gửi đến nhà các bác, rồi thu lốt tiền, hoặc các bác có thể chuyển tiền hết, tùy các bác lựa chọn. Và đây là những cái phụ kiện mà khi các bác mua xe của em thì đều sẽ được em tặng, tùy theo những cái xe có thể lắp được hay không. Đó là túi đồ, chắn bùn, rồi khóa dây, rồi chuông, rồi đèn nháy, tóm lại là giá bình nước. Đấy, các bác có thể là được tặng khi mà mua xe ở bên em là được tặng những cái phụ kiện cơ bản để mà sử dụng xe một cái cách dễ dàng hơn. Và tất cả là được miễn phí, free ship. Trong giá bán nữa là bao gồm free ship. Và các bác ở tỉnh xa là em sẽ tháo bánh trước ra và em sẽ có một cái bộ tun để cho các bác có thể tự lắp được chiếc xe tại nhà mà bánh trước thôi, rất là dễ dàng. Và em có clip hướng dẫn đầy đủ nếu mà các bác chưa biết lắp. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.